Chào tất cả mọi người đang xem video của mình nhé. Ngày hôm nay là ngày 24 tháng 8 năm 2023. Lời nói đầu tiên thì mình xin kính chúc cho mọi người luôn nhiều sức khỏe, công việc của mình thuận lợi và bình an trong cuộc sống anh em nha. Cách đây hơn 2 tuần thì mình có chia sẻ một cái mẫu hồ nó tầm cỡ khoảng 2,5 khối hồ của anh Lực ở ngoài Hưng Yên lên kênh á. Có rất là nhiều anh chị em cô chú nhắn tin cho mình, mọi người muốn thiết kế một cái mẫu giống như của anh Lực nhưng mà chưa biết đi cái đường ống hút đáy hút mặt ra sao, rồi cái cách mình làm như thế nào. Mọi người nhờ mình chia sẻ lại cái quá trình mà anh Lực làm hồ á, tại vì có nhiều anh em muốn sửa chữa hồ nâng cấp nè, rồi xây hồ mới để mình chuyển từ cá Việt sang cá Nhật. Tại vì cá Nhật thì mọi người phải làm cái hệ thống lọc tương đối là nó ok, mà hồ của anh Lực ở đây thì đi vào hoạt động hơn 1 tháng rồi, nhưng mọi người cũng thấy là cái chất lượng nước trong hồ của mình cực kỳ trong và cá rất là khỏe luôn. Thì ngày hôm nay để đáp ứng yêu cầu của mọi người thì một lần nữa mình mời anh chị em cô chú cùng với là mình sẽ trở về Hưng Yên, mình ghé nhà của anh Lực. Thứ nhất là mình tham quan hồ, thứ hai là mình sẽ chia sẻ lại cái quá trình mà anh Lực làm hồ, giống như là đi đường ống hút đáy hút mặt ra sao nè, rồi mình đi ống thông lọc như thế nào, để cho mọi người ví dụ như ở nhà đang có dự định sửa chữa hồ nâng cấp cũng như là xây hồ mới thì mình có thể là tham khảo. Cũng không quên nhắn gửi đến tất cả mọi người, nếu mà anh chị em cô chú nào hiện tại bây giờ đang có dự định sửa chữa hoặc là làm hồ mới, mọi người chưa biết đi đường ống như thế nào, hoặc là khi mà mình xem qua video á mọi người cũng chưa có hình dung ra được chi tiết, thì anh em có thể liên hệ với lại nhân qua số Zalo trên màn hình nha. Thì mình sẽ hỗ trợ tư vấn cho anh em, ở đây là hoàn toàn miễn phí, với cùng chung một cái niềm đam mê thôi. Nói chung là cố gắng giúp một phần nào đó cho cái hồ của mình khi mà đi vào hoạt động á nó sẽ thuận lợi, nó không gặp trục trặc nha. Để bây giờ mình chia sẻ lại cái thông tin hồ của anh Lực, sau đó mình cùng như là mọi người sẽ xem coi là để hoàn thành một cái hồ như vậy thì anh Lực phải qua những cái công đoạn như thế nào nha. Em xin làm phiền mọi người một tí xíu nha. Đây là thức ăn nè, còn đây là thuốc tím, đây là vi sinh. Thì hiện tại bây giờ em đang cung cấp 3 dòng sản phẩm này. Nếu mà anh chị em cô chú nào mình có nhu cầu thì có thể liên hệ với lại nhân qua số Zalo trên màn hình nhé. Đây là công đoạn đầu tiên thi công hồ của anh Lực nha mọi người. Cái đầu tiên anh em phải xác định giùm cho mình, đó là hồ chánh của anh em cái diện tích bao nhiêu. Thì hồ này của anh Lực mình xác định là làm hồ chánh á, chiều dài là 1m6, chiều ngang của mình là 1m2 và mực nước trong hồ anh Lực đang dự định để sẽ là 90. Như vậy nếu mà để phun nước thì hồ này của anh Lực tầm cỡ khoảng 1,7 hồ chánh nha. Anh Lực làm là 2 hút đáy 60. Lúc đầu thì anh em cũng phân vân ngay cái chỗ là 1 hút đáy hay là 2 hút đáy, nhưng mà mình gợi ý cho anh Lực thôi làm 2 cái để cho nó hút được ở nhiều cái vị trí, cái luồng mình chỉnh nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Thì tùy anh em thôi, ví dụ như mọi người muốn làm một cái hút đáy á thì mình làm xung quanh cái thành hồ nó cao, cái chỗ vị trí hút đáy của mình sẽ là tâm hồ và anh em làm nó trũng xuống để nó dễ hút nha. Anh em đừng có làm một cái mặt phẳng, mình thấy có nhiều bạn khi mà xây hồ á mọi người làm cái mặt phẳng nó dẫn đến cái tình trạng là mình điều chỉnh cái luồng nó cực lắm. Nhiều khi ly tâm chưa chắc gì cái phân nó đã gom lại được ngay chỗ vị trí hút đáy nha. Nên là cái vị trí hút đáy là cái nơi nó thấp nhất để cái phân của mình nó dễ là đó nha. Sau khi mình xác định đi bao nhiêu hút đáy, bao nhiêu hút mặt xong rồi, mình sẽ đến cái bước tiếp theo, đó là mình lên khung hình hồ nha. Hồ này thì anh Lực dự định làm chiều cao 1m và mực nước trong hồ mình để tầm cỡ khoảng 90. Trong cái thời gian gần đây thì có nhiều bạn hỏi mình là mực nước tối thiểu bao nhiêu thì mình nuôi được cá koi. Nói chung là nếu mà nói để về nuôi cá koi á thì nước tầm cỡ khoảng 30-40 thì anh em nuôi được cá koi rồi. Nhưng mà với cái điều kiện là mình nuôi cá koi Việt hoặc là những con cá koi cái size tầm cỡ khoảng mini nha, 12-20 đổ lại. Chứ còn nếu mà cái mực nước 30 á, anh em thả cá size lớn luôn thì không có được. Nên là mọi người phải xác định được rằng mình nuôi cá nó lâu dài hay không, tại vì nuôi cá lâu dài nó sẽ lớn. Nên là theo mình mực nước tối thiểu ít nhất phải là 50 nha. Thì sau khi mà mình lên khung hình hồ rồi thì mình sẽ đến cái bước đó là chống thấm. Thì như mọi người thấy là cái tốc độ thợ ở ngay chỗ của anh Lực làm rất là nhanh nha. Thì thông qua video này anh Lực cũng có nhờ mình nhắn gửi cái lời cảm ơn đến tất cả anh em thợ cũng như là phụ trong cái thời gian vừa qua đã hỗ trợ cho anh Lực hoàn thành xong cái hồ này nha. Mình lưu ý với lại mọi người một tí xíu ngay chỗ phần chống thấm nha. Đối với lại những cái hồ lớn giống như của anh Lực á thì có rất là nhiều cách để mà anh em chống thấm, giống như là mọi người có thể là sử dụng hồ dầu nè, anh em làm hai lớp, còn không thì mình sử dụng cái Cova 11, cái chống thấm sàn á anh em pha với lại xi măng mình quét 2-3 lớp, nói chung là cách nào cũng được nha. Nhưng mà mọi người phải làm cho nó kỹ trước khi mình sử dụng cái liên cô T3 nếu mà anh em muốn tạo cái nền đen. Tại vì trong cái thời gian gần đây á, mặc dù là mình làm rất là nhiều video chia sẻ rồi nhưng mà mọi người không làm ngay chỗ cái phần chống thấm kỹ, mình lại ý y vào ngay chỗ cái liên cô T3, tại vì trên đó cái phần hướng dẫn á người ta ghi chi tiết luôn là chống thấm, nhưng mà thật sự không phải nha. Tầm cỡ khoảng 1 tuần nó sẽ bị đi nước nếu như hồ của anh em không chống thấm kỹ. Nên là mọi người lưu ý giùm cho mình ngay chỗ cái phần chống thấm để tránh tình trạng những cái hồ lớn giống như của anh Lực mà khi đi vào hoạt động rồi phải sửa chữa đi sửa chữa lại thì nó mất cái thời gian, nó tốn cái kinh phí của anh em nhé.
Sau khi mình chống thấm xong rồi sẽ đến cái bước tiếp theo cực kỳ quan trọng nha, đó là mình xử lý hồ mới bằng chuối cây với lại phèn chua. Anh em ngâm chuối cây với lại phèn chua tầm cỡ khoảng 3 ngày đến 1 tuần cho hồ mới nha. Xong rồi mình sẽ chạy tím, cái khâu chạy tím thì anh em nào cũng biết rồi, mình sẽ cho qua. Cuối cùng mình sẽ chạy lọc. Chạy lọc thì có nhiều bạn hỏi mình là chạy tầm cỡ khoảng bao lâu thì mình thả cá được. Cái này nó cũng tùy thuộc vào cái khâu mà anh em xử lý bằng chuối cây với lại phèn chua nha. Ví dụ như chuối cây với lại phèn chua, anh em ngâm cái thời gian càng lâu thì cái thời gian mình chạy lọc có thể rút ngắn lại. Mình nói ví dụ như mọi người kỹ, anh em ngâm tầm cỡ khoảng 1 tuần đến 10 ngày thì trong cái quá trình đó là chuối cây với lại cái phèn chua đó nó đã giải quyết được cái vấn đề giống như là mùi xi măng nè, mùi sơn rồi. Nên là khi mình chạy lọc tầm cỡ khoảng 1 ngày hoặc là nửa ngày mình đã thả cá được rồi. Còn nếu như mà hồ mới xây 100% giống như của anh Lực á, mọi người ngâm tầm cỡ khoảng 1-2 ngày chuối cây với lại phèn chua, sau đó mình thay nước rồi mình chạy tím mình thả cá luôn, thì cái thời gian tốc độ nó nhanh quá đi, nó sẽ xử lý xi măng với lại mùi sơn không kịp. Thì mình chạy lọc tầm cỡ khoảng 3 ngày nha, sau đó mình thay 50% nước rồi cho nước mới vào mình hãy thả cá. Thì đó là cái mình góp ý cho anh em thôi. Còn mọi người có cái ý nào hay hơn nữa thì để lại cái phần comment bên dưới để cho mình cũng như là một số anh em đang thắc mắc về cái khâu chạy lọc thả cá có thể là tham khảo nha. Và đây là kết quả hồ của anh Lực sau một tuần chạy lọc thả cá nè mọi người. Anh em thấy là nước trong hồ của anh Lực rất là đẹp nha. Còn cá của mình cực kỳ khỏe luôn. Thì chứng tỏ rằng cái hệ thống lọc hiện tại bây giờ của anh Lực nó vận hành rất là hiệu quả nha. Thì bây giờ vận hành như thế nào để mình sẽ quay chi tiết lại ngay chỗ phần lọc để cho mọi người xem cho nó rõ luôn nha. Về phần hệ thống lọc hồ của anh Lực á, thì mình cũng chia sẻ nó ngắn gọn thôi. Tại vì cách đây hơn một tuần thì anh Lực cũng đã chia sẻ chi tiết rồi. Hai hút đáy 60, một hút mặt 34 sẽ lấy nước từ ngay chỗ hồ chánh. Mình nối vào trong ngay chỗ ô đầu tiên nha. Ô đầu tiên của mình là ô lắng thì anh Lực xài là chổi với là lưới lan. Thông lọc ở đây có một điều đặc biệt là tất cả những cái đường ống mình sẽ lấy nước mặt nha. Mọi người lưu ý giùm cho mình nha. Ngay chỗ cái đường ống thông từ ngay chỗ ngăn lắng qua ngăn thứ hai á, anh em lấy nước mặt hoặc là ít nhất mình phải để trên 2/3 nha. Mình thấy có nhiều bạn thông lọc để ống ở dưới thấp quá, cái phần đó nó sẽ lấy luôn cái cặn của ngay chỗ ngăn lắng qua ngăn thứ hai, nó dẫn đến tình trạng là nước của mình xử lý không được. Và tốt nhất anh em nên lấy nước mặt giống như của anh Lực nha. Sau đó nước của mình qua ngăn thứ hai thì anh Lực để giống như là sổi nè, rồi mình bổ sung thêm một vài cái loại cây giống như là thủy trúc hoặc là cây dứa. Rồi nước của mình sẽ qua ngăn thứ ba, ngăn thứ tư nếu mà hồ của anh em 4 ngăn. Cuối cùng thì bơm ở đây là anh Lực xài cái bơm là 12.000 nha. Mình sẽ chia tê, một đường mình cho ra làm thổi luồng và một đường mình cho lên ngay chỗ giàn thác, vừa lọc nước vừa trả về hồ để cung cấp hàm lượng oxy cho hồ của mình luôn. Thì đó là toàn bộ cái quy trình mà hiện tại bây giờ anh Lực đang vận hành hệ thống lọc cho hồ của mình nha mọi người. Anh em thấy nước rất là trong và cá của mình cực kỳ khỏe luôn. Ngày hôm nay thì một lần nữa mình chia sẻ lại cái quy trình mà anh Lực làm hồ để anh chị em của chú nào ở nhà mình đang có dự định làm những cái mẫu nó tầm cỡ khoảng 2 hoặc là 3 khối, những cái hồ tương tự giống như của anh Lực, mình chưa biết làm như thế nào thì thông qua video này mọi người có thể là tham khảo cái cách làm của anh Lực nha. Thôi mình xin phép cũng kết thúc video tại đây luôn nha anh em. Thì cũng đại diện cho bên kênh đó, anh Lực em cảm ơn anh rất là nhiều đã chia sẻ hồ cũng như là cái quá trình mà làm hồ lên kênh để cho mọi người tham khảo. Thì đại diện cho mọi người đam mê chơi cá coi nói riêng và toàn thể mọi người xem được video này nói chung, em chúc cho anh cũng như là gia đình mình luôn dồi dào sức khỏe. Em chúc cho công việc của anh Lực làm ăn ngày càng tiến triển phát đạt và thành công hơn nữa nha. Mọi người xem video thấy những cái mình cũng như là anh Lực chia sẻ nó hữu ích thì hãy nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ hai anh em mình nhé. Một lần nữa mình xin chúc cho tất cả mọi người xem video vui vẻ nha. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell
felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.